Tàu có chiều dài từ 60m đến 82m, lượng giãn nước khi nổi từ 1.600 đến 1.800 tấn. Tàu ngầm Lux Fopen có hai động cơ diesel công suất 1.250 kW, có thể mang 18 ngư lôi và tên lửa chống hạm SM-39 Exocet. Cụ thể, Hải quân Chile đã đưa hai tàu ngầm Lux Fopen vào sử dụng năm 2005 và 2006, Hải quân Malaysia có hai tàu từ năm 2009, Hải quân Ấn Độ có 6 tàu hoạt động từ năm 2017 và Hải quân Brazil mua của Pháp 4 tàu, trong đó chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2022 và 3 chiếc còn lại sẽ khai thác sử dụng từ năm 2025. Sở dĩ tàu ngầm Lux Fopen được Hải quân các nước trên quan tâm vì nhiều lý do, trong đó có năng lực của tàu ngầm thuộc hàng top đầu thế giới. Theo ông Alain Giller, Phó Chủ tịch Naval Group phụ trách phát triển quốc tế, Naval Group là nhà cung cấp duy nhất có sẵn kinh nghiệm trong việc giúp một quốc gia phát triển lực lượng tàu ngầm từ số 0. Mặc dù đã sở hữu tàu ngầm Lux Fopen nhưng Ấn Độ và Malaysia vẫn mong muốn bổ sung thêm loại tàu này. Theo meta gạch nối dfinsd.fr, hiện nay có nhiều nước mong muốn sở hữu tàu ngầm Lux Fopen. Mua từ 2 đến 6 tàu ngầm Lux Fopen của Naval Group.